Xin chào tất cả các anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ lên cho anh em cái combo HM Nature núi rừng ha. Để các anh em ngâm tiểu để mọi người xem là cái combo này có phù hợp với lại nhu cầu sử dụng của mọi người không nhé. Thì đây là một cái combo số 02 này. Đấy, combo ngâm tiểu số 02. Thì cùng bác qua xem mà nó có gồm những cái vị gì nhé. Rồi. Mình sẽ unbox này. Đây. Thì các bác qua thì đầu tiên combo này nó sẽ gồm 50 gram củ ba kích tím khô đã tách lõi, các bác nhìn này. Đấy. Rồi, để đây các bác nha. Tiếp theo là 50 gram cái nhục thung dung. Đấy, củ nhục thung dung tươi đấy ạ. Tiếp theo là 50 gram cái sâm cao đỏ khô. Đấy, sâm cao đỏ Tây Bắc khô các bác nhé. Đấy, hàng phơi khô này. Và cuối cùng là cái 50 gram cái lá dâm dương hoắc khô này. Đấy, rất là nhiều. Thì đây chính là toàn bộ cái combo số ngâm tiểu số 02 của bên mình. Đấy, gồm 50 gram ba kích tím khô đã rút lõi này, 50 gram cái nhục thung dung này, và 50 gram cái sâm cau khô đỏ, và 50 gram cái lá dâm dương hoắc. Thì một cái combo này anh em ngâm với lại từ 1 đến 3 lít tiểu. Để ngâm với combo này thì anh em lưu ý là đầu tiên là cái ba kích này anh em phải rửa sạch này. Tiếp theo là cái sâm cao đỏ này anh em cũng cần rửa sạch, cũng như là trong cái combo này nó gồm 4 vị. Thứ nhất là ba kích, sâm cao, nhục thung dung và lá dâm dương. Thì cái ba kích đây, ba kích và cái sâm cao này là hai vị anh em về phải rửa sạch với lại nước sạch, sau đó mình để ráo, sau đó mình mới ngâm. Còn cái nhục thung dung này thì anh em không cần nhé. Cái nhục thung dung này thì anh em ngâm trực tiếp. Và cái lá dâm dương hoắc này anh em cũng không cần rửa này. Đấy. Nếu mà có lá dâm dương hoắc này trong trường hợp anh em rửa thì anh em chỉ cần tráng qua với lại tiểu trắng, sau đó là anh em đổ trực tiếp vào ngâm. Thì bốn cái này anh em ngâm chung với nhau trong vòng tầm từ 1 đến 3 tháng. Uống thì 1 tháng uống rồi, ngon thì anh em ngâm từ 3 tháng là sẽ dùng rất là ok nhé. Thì cái combo này là toàn những cái vị mà giúp tăng cường sinh lực, sinh lý cho phái mạnh, cho nên là anh em làm đấy ngâm rất là ok. Anh em yên tâm là tuy nó là hàng khô cho nên là nó chỉ cần một lượng như này anh em ngâm ra, khi nó vào nước thì nó sẽ nở ra nhìn rất là ổn, rất là đặc. Anh em yên tâm là ngâm từ 1 đến 3 lít rất là ok nhé. Rồi, anh em nào mà đang thấy cái combo này nó phù hợp với lại cái nhu cầu mình đang cần tìm thì anh em có thể liên hệ với bên mình để ủng hộ bên mình nhé. Rồi, anh em nào mà có cái thắc mắc nào về cái combo này, hoặc là anh em nào đã đang sử dụng cái combo này của bên mình mà anh em ngâm lên tiểu cho vị tiểu ngon, uống ok và anh em cảm thấy nó có chất lượng thì anh em cũng có thể đánh giá feedback vào cái clip này giúp bên mình nhé. Rồi, bác nào mà cần cái câu hỏi nào về cái combo số 02 này của bên mình thì các bác cứ để lại ở phần bình luận, bên mình sẽ làm cái video giải đáp nhé. Thì cái combo số 02 này bán rất là chạy, cực kỳ chạy, mà mình thấy là các anh nam giới là mua rất là nhiều. Đấy, cho nên là bác nào mà cần thì các bác ủng hộ bên em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác tại cái combo ngâm tiểu tiếp theo.